Những cái bất thường về tinh trùng thường gặp ở nam giới là gì và làm thế nào để chúng ta chẩn đoán chính xác những bất thường này ạ? Các bất thường về tinh trùng chúng tôi thường gặp là tinh trùng có số lượng ít, tinh trùng có độ di động kém và tinh trùng dị dạng nhiều. Ngoài ra thì một số trường hợp chúng tôi gặp những mẫu tinh dịch đồ không có tinh trùng. Để chẩn đoán những cái bất thường về tinh trùng này thì cái xét nghiệm đầu tiên đầu tay chúng tôi chỉ định cho bệnh nhân đó là cái tinh dịch đồ. Đánh giá một mẫu tinh trùng thì chúng tôi có rất nhiều những cách để đánh giá, như là đánh giá về thể tích của tinh trùng này, đánh giá về màu sắc, đánh giá về độ nhớt, độ ly giải, đánh giá về tổng số tinh trùng, mật độ tinh trùng, độ di động hay là hình thái bình thường. Nhưng mà có cái ba cái chỉ số mà chúng tôi quan tâm nhất đó là cái tổng số tinh trùng trên một lần xuất ra này, độ di động của tinh trùng và hình thái bình thường của tinh trùng. Hiện nay thì bệnh viện An Việt có những cái xét nghiệm hoặc những cái kiểm tra cụ thể như thế nào để chúng ta có thể đánh giá chính xác được chất lượng cũng như là số lượng tinh trùng của nam giới ạ? Để đánh giá về một mẫu tinh dịch thì chúng tôi có cái xét nghiệm tinh dịch đồ, nhưng mà với một số cái trường hợp ví dụ như là có giãn tích mạc thình tinh này, bệnh nhân có sẻ thai liên tiếp nhiều lần hoặc là bệnh nhân có tiền sử về thất bại về IVF nhiều lần thì chúng tôi có một số những xét nghiệm chuyên sâu hơn để đánh giá về đến mức độ di truyền ở mẫu tinh trùng. Đó là cái xét nghiệm đánh giá về độ phân mảnh đứt gãy cái ADN trong đầu con tinh trùng. Với những mẫu tinh trùng mà có độ đứt gãy cao thì cái tỷ lệ mà sẻ thai liên tiếp thì nó sẽ thường xảy ra, hoặc là cái tỷ lệ thất bại về trong phương pháp hỗ trợ sinh sản cũng sẽ cao hơn. Hiện tại thì chúng tôi thực hiện cái kỹ thuật mà lọc rửa và xét nghiệm kiểm tra mẫu tinh dịch đồ và xét nghiệm phân mảnh ADN chúng tôi đều có thể thực hiện được và kết quả đều có trong ngày. Bác sĩ có thể cho khán giả biết những cái nguyên nhân dẫn đến bất thường trong tinh trùng ở nam giới ạ? Ngày nay thì với cái chế độ sinh hoạt, bệnh nhân có cái tình trạng hút thuốc lá rất là nhiều này, làm việc trong cái môi trường có căng thẳng nhiều, tiếp xúc với các hóa chất độc hại nhiều, thì cái việc này nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng tinh trùng của bệnh nhân. Có rất nhiều bệnh nhân đến đây khám thì hầu như không có bệnh lý gì cả, nhưng mà mẫu tinh trùng của bệnh nhân rất là yếu. Họ tìm hiểu ra thì nguyên nhân là chủ yếu là bệnh nhân có sử dụng rượu bia, thuốc lá nhiều, hoặc là bệnh nhân làm việc căng thẳng, thức khuya nhiều. Bác sĩ có thể chia sẻ cho khán giả một vài ca mà gặp bất thường về tinh trùng không ạ? Có một số cái trường hợp thì khi mà đến đây làm xét nghiệm thì không thể tìm thấy tinh trùng. Bệnh nhân cũng đã đi nhiều cơ sở y tế khác nhau rồi, và bác sĩ thì đều, các bác sĩ ở những chuyên khoa bệnh viện khác thì họ tư vấn cho bệnh nhân là xin tinh trùng. Nhưng mà khi đến đây thì chúng tôi thực hiện một số các phương pháp để chẩn đoán hay là tìm xem là còn tinh trùng ở trong cái tinh hoàn của bệnh nhân hay không, thì chúng tôi có được tìm được được những cái mô bình thường ở trong tinh hoàn của bệnh nhân và có tinh trùng. Từ đây thì chúng tôi thực hiện cái biện pháp hỗ trợ sinh sản tiếp theo và bệnh nhân đã có con riêng của mình. Những cái thay đổi về lối sống hoặc là cái biện pháp bổ sung dinh dưỡng có vai trò quan trọng như thế nào trong cái việc cải thiện chất lượng tinh trùng và tăng cái khả năng thụ thai ạ? Để cải thiện chất lượng tinh trùng thì bệnh nhân cần phải thay đổi chế độ sinh hoạt, bệnh nhân cần phải từ bỏ rượu bia, thuốc lá, bệnh nhân cần phải giữ một cái mức cân nặng hợp lý, có chế độ tập luyện thể thao hợp lý, và bệnh nhân tránh tiếp xúc trực tiếp với các hóa chất độc hại và tránh ngồi lâu. Bác sĩ có thể chia sẻ cho khán giả được biết những cái biện pháp hiện nay dành cho cái việc điều trị vô sinh hiếm muộn ở nam giới, đặc biệt là đối với những cái trường hợp gặp bất thường về tinh trùng ạ? Với những trường hợp mà bất thường tinh trùng, mà có tinh trùng số lượng ít, tinh trùng di động kém hoặc là tinh trùng dị dạng nhiều thì tùy từng nguyên nhân khác nhau chúng tôi có những phương pháp điều trị khác nhau. Ví dụ như là có bất thường về nội tiết, bọn tôi sẽ điều chỉnh về nội tiết cho bệnh nhân về mức bình thường này. Những cái bất thường về bệnh lý tại tinh hoàn, ví dụ giãn tĩnh mạch thình tinh mà có ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng hoặc là chất lượng khả năng sinh sản của bệnh nhân thì có những cái phẫu thuật như là thắt tĩnh mạch thình tinh. Nếu trong trường hợp xuất tinh ngược dòng thì có thể là tìm tinh trùng trong nước tiểu. Khi mà thấy mẫu tinh trùng trong nước tiểu thì có những cái phương pháp can thiệp tiếp theo để lấy tinh trùng từ tinh hoàn ra, ví dụ như là chọc hút tìm tinh trùng từ màu tinh, hoặc là phương pháp phẫu thuật vi phẫu tìm tinh trùng từ tinh hoàn. Tỷ lệ cải thiện chất lượng tinh trùng của bệnh nhân hoặc là tỷ lệ tìm thấy tinh trùng của bệnh nhân đều là khá cao ở những phương pháp này. Sau khi mà chúng ta đã cải thiện được cái chất lượng tinh trùng thì cái tỷ lệ thành công của một phương pháp hỗ trợ sinh sản hay là khả năng sinh sản của bệnh nhân đều có cải thiện rất là cao. Bác sĩ khuyến cáo nam giới như thế nào trong cái việc là chủ động đi khám khi mà mình gặp những cái vấn đề về vô sinh hiếm muộn, kiểm tra tinh trùng như thế nào, số lượng tinh trùng và chất lượng tinh trùng như nào để chúng ta chủ động hơn trong cái việc có con ạ? Khi mà chúng ta mà ngại đến các bệnh đến cơ sở y tế để khám kiểm tra cái mẫu tinh dịch đồ của mình ấy, thì khi mà có những cái bất thường, ví dụ như là cái bị quai bị, viêm tinh hoàn do quai bị, nếu mà để lâu thì nó có ảnh hưởng rất là lớn đến cái quá trình sinh sản, sinh tinh của tinh hoàn. Cái tinh hoàn nó không sản xuất được tinh trùng nữa khi mà chúng ta để muộn. Cho nên là khi có bất kỳ một cái bất thường nào vùng tinh hoàn thì chúng ta nên đến cơ sở y tế khám và điều trị sớm.